MU cần đề nghị điên rồ để sở hữu tảng đá Juve. Tỷ phú Anh ôm mộng đưa Kane về MU, đón siêu sao làm quà ra mắt. Thay Casemiro, MU săn đón tiền vệ 60 triệu euro của Milan. Ten Hag nói thẳng về chủ mới của Man United. MU báo giá Greenwood cho Barca. Nóng, MU cần đề nghị điên rồ để sở hữu tảng đá Juve. Thông qua câu offside, Romano tiết lộ rằng Quỷ Đỏ sẽ khó có thể tiếp cận trụ cột của Bianconeri. Chứng kiến màn trình diễn bất ổn mới đây của Harry Maguire, Manchester United có lẽ sẽ tìm thêm được một lý do để bổ sung thêm một trung vệ ở kỳ chuyển nhượng hè. Đã xuất hiện khá nhiều mục tiêu được Quỷ Đỏ nhắm đến. Bên cạnh những ngôi sao trẻ tiềm năng như Kongalo Inacio hay Gerard Brandweis, họ cũng để mắt đến cái tên đẳng cấp điển hình như Gleison Bremer. Cầu thủ người Brazil đã khẳng định bản thân kể từ khi chuyển đến đầu quân cho Juventus. Ở thời điểm hiện tại, Bremer đang là một trong số những trung vệ xuất sắc nhất Serie A. Chính vì thế, Man United đang muốn tìm cách thuyết phục anh đến Old Trafford. Tuy nhiên, theo nhà báo Fabrizio Romano, chỉ khi nhận về lời đề nghị điên rồ, Juve mới chấp nhận chia tay trụ cột. Bất chấp một số đồn đoán về tương lai của cậu ấy, nhưng Bremer đã ký hợp đồng mới với Juventus vào tháng 12, mới chỉ 6 tuần trước thôi. Cổ động viên Juve yêu Bremer. Tuy nhiên, như mọi khi đối với các câu lạc bộ Ý, mọi thứ có thể thay đổi nếu họ nhận được những lời đề nghị điên rồ. Vì vậy, hãy chờ đến mùa hè và xem liệu có những lời đề nghị điên rồ nào đó xuất hiện hay không. Tỷ phú Anh ôm mộng đưa Kane về MU, đón siêu sao làm quà ra mắt. Tỷ phú Jim Rutherford đã chính thức trở thành đại cổ đông mới của MU sau khi được ban tổ chức Premier League và Liên đoàn bóng đá Anh phê chuẩn. Ông dự định sẽ tặng cho các Manusian một món quà lớn. Mùa hè năm 2023, MU có cơ hội nhất định để chiêu mộ Harry Kane. Tuy thế, đội chủ sân Old Trafford bỏ ngang để đón Rasmus Højlund giá 75 triệu euro. Còn Kane đã kịp gia nhập Bayern Munich trong những ngày cuối phiên chợ với mức phí kỷ lục Bundesliga lên tới 105 triệu euro. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, mùa giải trở nên thiếu ổn định với cả MU lẫn Bayern Munich, cho dù các tiền đạo họ đưa về trong mùa hè đều chơi tốt. Kane đã ghi đến 28 bàn cùng 8 đường kiến tạo chỉ sau 29 trận cùng đội bóng mới. Højlund ghi 11 bàn cùng 2 đường kiến tạo, là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công gam màu u tối tại Old Trafford. MU thi đấu bết bát trong nửa đầu mùa giải 2023-24 và chỉ có dấu hiệu khởi sắc kể từ đầu năm 2024. Trong khi đó, Bayern Munich đang đứng trước nguy cơ trắng tay sau thất bại 0-1 trên sân Lazio ở vòng 1/8 Champions League mới đây, bởi họ cũng thất thế trong cuộc đua Bundesliga. Huấn luyện viên Thomas Tuchel vì thế đối diện với khả năng mất việc. Theo nguồn tin của tờ Mirror, Sir Jim Rutherford đang ngấp ủ một dự định lớn sau khi chính thức trở thành đại cổ đông, nắm 25% cổ phần của MU. Theo đó, tỷ phú Anh và thuộc cấp đang tìm cách đem Kane hồi hương chỉ sau một mùa giải đến Đức chơi bóng. Tỷ phú giàu nhất nước Anh tin rằng hàng công MU vẫn cần có sự tăng trưởng, bất chấp việc cầu thủ trẻ Højlund đã chơi rất tốt. Sir Jim Rutherford là người Anh, ông muốn đem tài năng lớn nhất của bóng đá Anh thời điểm hiện tại về Old Trafford như một cách tranh thủ sự ủng hộ của công chúng bản địa. Mặt khác, hàng công MU trong chặng đường 2023-24 quả thực có vấn đề, phải đến chiến thắng 2-1 trước Aston Villa mới đây. Quỷ Đỏ mới đưa được hiệu số tại giải Ngoại hạng Anh về 0 thay vì mức âm như trước đó. Muốn cạnh tranh danh hiệu với Man City, Liverpool hay Arsenal, rõ ràng huấn luyện viên Erik ten Hag cần thêm nhân sự chất lượng cho mặt trận tấn công. Phiên chợ tháng 1 vừa qua, MU không mua bất cứ cầu thủ nào, thậm chí còn để hàng loạt cầu thủ đi dạng cho mượn, đồng thời trả Sergio Reguilon lại cho Tottenham. Khi đó, tập đoàn Ineos của Sir Jim Rutherford chưa có quyền đưa ra các quyết sách chính thức của Quỷ Đỏ. Nhưng ở phiên chợ hè sắp tới, tập đoàn Ineos dự định sẽ đem về những bản hợp đồng chất lượng. Vẫn theo Mirror, MU dự định trả cho Bayern Munich số tiền 75 triệu euro bằng với mức phí Atalanta nhận được để đổi lấy sự phục vụ của Højlund hồi mùa hè năm ngoái. Nếu MU thành công trong việc thuyết phục Bayern trả lại Harry Kane, Quỷ Đỏ sẽ có hàng công đắt giá nhất ngoại hạng Anh và cũng có thể là đắt giá nhất châu Âu. Thay Casemiro, MU săn đón tiền vệ 60 triệu euro của Milan. Theo tin từ Football Transfer, Erik ten Hag đã chọn Tijani Reina của AC Milan là mục tiêu hàng đầu trước kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Những thay đổi lớn đã được thực hiện ở hậu trường Man United sau khi đồng sở hữu mới Sir Jim Rutherford tiếp quản công việc tại Old Trafford. Omar Berada đã được Man United chộp lấy từ Man City để trở thành giám đốc điều hành mới của Quỷ Đỏ và Dan Ashworth đang được để mắt với cương vị giám đốc bóng đá. Huấn luyện viên Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ được giữ lại
khi giúp đội bóng chơi tốt trong năm 2024 với 4 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Việc chuyển nhượng cũng được Man United bắt đầu từ lúc này, và theo Football Transfer, Leicester đã được lựa chọn là bản hợp đồng ưu tiên với sự toàn diện, linh hoạt của mình. Cầu thủ 25 tuổi người Hà Lan đã rời AZ Alkmaar để gia nhập AC Milan vào mùa hè năm ngoái với bản hợp đồng trị giá khoảng 16 triệu bảng. Leicester chủ yếu được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng cũng làm tốt khi chơi dâng cao. Anh có 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Cũng theo Football Transfer, ban lãnh đạo AC Milan sẽ không chấp nhận những lời đề nghị dưới 60 triệu euro cho Leicester. Ten Hag nói thẳng về chủ mới của Man United. Ký giả Fabrizio Romano dẫn lời huấn luyện viên Erik Ten Hag về việc tỷ phú Sir Jim Ratcliffe tiếp quản MU. Tỷ phú người Anh cuối cùng đã hoàn thành việc tiếp quản Man United 2 ngày trước sau một quá trình kéo dài và cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận của Premier League. Sự xuất hiện của Ratcliffe đã mở ra một bầu không khí được cải thiện xung quanh câu lạc bộ, bằng chứng là Quỷ Đỏ vừa giành tới 4 chiến thắng liên tiếp ở đấu trường Premier League. Gần nhất, họ đả bại Luton Town với tỷ số 2-1, bất chấp gặp nhiều khó khăn. Quan trọng là Man United vẫn có được 3 điểm để tiếp tục cuộc chiến giành vé dự Champions League. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Ten Hag cho hay: "Tôi biết chuyện gì đang xảy ra và đối với Man United thì điều đó rất tốt. Dự án mới rất tham vọng, họ đều là những người tốt vừa mới gia nhập đội bóng. Chúng tôi là một dự án và họ có thể giúp đỡ hỗ trợ chúng tôi để thúc đẩy nhanh dự án này. Sau mùa giải này, Man United hứa hẹn có thể bổ sung thêm tân binh chất lượng." MU báo giá Greenwood cho Barca. Theo Football News, Quỷ Đỏ muốn kiếm về khoản phí tương đối nếu bán ngôi sao người Anh. Tương lai Mason Greenwood đang trở thành chủ đề nhận về nhiều sự quan tâm sau khi rời Man United để chuyển đến đầu quân cho Getafe theo dạng cho mượn. Sao trẻ người Anh liên tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng. Sau 24 lần ra sân, anh đóng góp 7 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Chính vì thế, nhiều đội bóng lớn đang cân nhắc khả năng chiêu mộ ngôi sao trẻ Man United trong hè này. Thời gian qua, truyền thông Tây Ban Nha rộ lên tin đồn Barcelona quyết tâm sở hữu Greenwood. Họ cần có một ngôi sao có thể gánh vác hàng công ở mùa giải mới. Trong bối cảnh Robert Lewandowski đã luống tuổi, còn tân binh Victor Roque sẽ cần thêm thời gian để thực sự trưởng thành. Barca đánh giá cao Greenwood. Hơn thế nữa, cầu thủ người Anh cũng đang cho thấy sự thích nghi tốt với môi trường La Liga. Tuy nhiên, theo Football News, Barca sẽ phải chồng lên bàn đàm phán ít nhất 40 triệu euro để thuyết phục Man United nhả người. Dù không muốn sử dụng Greenwood, tuy nhiên, Quỷ Đỏ vẫn muốn tận dụng cầu thủ 22 tuổi nhằm bổ sung ngân sách chuyển nhượng.